Xin chào tất cả các bác nha. Đầu tiên thì chúc các bác sẽ có những phút giây thư giãn và đặc biệt là sẽ có những thông tin bổ ích khi xem video của em. Và như tựa đề thì hôm nay em sẽ tiến hành hướng dẫn các bác cách phun thuốc cho cái cây sầu riêng trong giai đoạn đang đi cơ đọt này nha các bác. Đây là những cây sầu riêng con nha các bác. Cây này thì đã trồng được hơn 4 tháng rồi các bác. Cái này đã bước sang mùa khô. Trời rất là nắng luôn. Nói chung là cứ 2 ngày là chúng ta phải tưới một lần quá. Đặc điểm của cây sầu riêng là vậy. Nói chung là video này thì cũng chỉ mang tính chất tham khảo. Vừa chia sẻ lên rồi, cái nào thì được thì chúng ta tiếp thu, còn cái nào chưa được thì chúng ta cùng nhau giao lưu chia sẻ nhé bác. Chứ cũng không có vấn đề gì hết. Đây, cây sầu riêng đã phóng mũi giáo và đi cơ đọt như thế này thì quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải giữ ẩm cho cây nhé bác. Đây, quan trọng nhất vẫn là phải giữ cho cây lúc nào cũng có, phải có độ ẩm. Và cái thứ hai đó là chúng ta sẽ tiến hành phun thuốc phòng trừ sâu rầy cho những cái cây đọt mới này. Thường thì khi mà những cái phóng mũi giáo này đã bắt đầu phóng ra thì chúng ta sẽ tiến hành phun phòng ngừa định kỳ được nhé bác. Nhất là rầy xanh này, nhện đỏ này, hai cái côn trùng mà thực sự là nếu mà không phun thì chắc chắn là sẽ làm hỏng hết những cái cây đọt của chúng ta luôn các bác. Đó là về phần thuốc sâu. Và cái thứ hai đó là chúng ta sẽ tiến hành phun phân bón lá các bác. Phân bón lá thì bác nào muốn cho cái cây đọt này nó phóng ra mạnh ấy, mập và khỏe thì chúng ta tiến hành bổ sung 30-10-10 và cộng thêm combi hay là chung vi lượng các bác, để cho cái cây đọt này nó sẽ chắc khỏe nữa. Còn phóng ra mạnh thì chúng ta sẽ tiến hành phun 30-10-10. Chúng ta sẽ phun định kỳ. Từ lúc bắt đầu phóng mũi giáo như này thì chúng ta sẽ tiến hành phun rồi. Phun rầy rệp cộng với 30-10-10 luôn. Mà combi luôn. Thường thì 7 đến 10 ngày thì chúng ta sẽ phun một lần các bác. Bởi vì cây sầu riêng quan trọng là chúng ta phải giữ được cây đọt các bác. Đặc biệt là những cây sầu riêng con này rất là dễ bị sâu rầy tấn công luôn. Và các bác cũng thỉnh thoảng ra kiểm tra vườn thường xuyên để kiểm tra xem có sâu đất nó ăn lá không các bác. Vì con sâu đất này lá nó mới rú như này cũng nó rất thích ăn này. Lại lá nó mở rồi thì sâu đất cũng rất là thích ăn nữa. Đây là công việc phun thuốc sâu cho cây sầu riêng đang đi cơi đọt. Những cái loại thuốc sâu về phần nhện đỏ với rầy xanh thì các bác sử dụng luân phiên nhiều loại thuốc các bác. Chứ mà chúng ta sử dụng một loại thuốc liên tục thì thường nó hay bị nhờn thuốc mà. Nhờn thuốc là xịt nó sẽ không có chết nữa các bác. Em thì em hay sử dụng nếu mà nhẹ thì chúng ta sẽ sử dụng karate cũng được các bác. Còn không thì sẽ sử dụng nặng hơn. Nặng hơn thì 500 EC hay gì đó. Đây để các bác. Còn phụ thuộc vào mật độ nhiều hay ít các bác. Nói chung chúng ta cứ phun phòng là tốt nhất, chứ đừng để nó tấn công. Nó tấn công rồi thì lá nó sẽ hỏng luôn các bác. Đây, những cái lá này mà bị rầy xanh nó chích hút thì nó sẽ bị quăn đấy các bác. Lá nó sẽ quăn, quăn và nó sẽ khô dần. Nó nhỏ tí à. Nó sẽ không to được đâu. Nhưng rầy xanh các bác, nó sẽ đốt cho cháy những cái lá non này và sẽ rụng dần nhé bác. Mà đã rụng thì chắc chắn là chúng ta phải chờ cơ đọt sau rồi. Chờ cơ đọt sau thì rất là lâu nữa các bác. Thường thì 1 tháng rưỡi đến 2 tháng thì sẽ ra một cơ đọt một lần. Cho nên cây sầu riêng là quan trọng là chúng ta phải giữ được lá này, những cơ đọt mới ra này các bác. Còn những cái lá già này thì không sao đâu các bác. Lá già này, những đốm mắt cua này thì chúng ta xịt phẩm thôi. Và khi nào lá nó mở thì chúng ta sẽ tiến hành phun thuốc nấm các bác. Những cái lá to này nó lá nó mở và xanh đậm thì chúng ta sẽ tiến hành phun thuốc nấm vào cho nó nấm ra. Bởi vì cái giai đoạn này mà chúng ta phun thuốc nấm luôn thì nó thuốc nấm nó sẽ nóng các bác, nó sẽ ảnh hưởng đến những cái cơ đợt nhỏ của chúng ta. Khi nào lá nó đã mở hết rồi chúng ta mới tiến hành phun thuốc nấm. Còn giờ thì chỉ phun nhện đỏ với rầy xanh côn trùng và cộng thêm 30-10-10 nữa để cho nó cơ đọt nó phóng mạnh nha bác. Và combi hay là chung vi lượng gì đó để cho cơ đọt này nó sẽ chắc khỏe. Ok, như vậy là video dẫn các bác cách phun thuốc cho những cái cây sầu riêng này trong giai đoạn đang đi cơ đọt của em chắc cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.